Món quà Giáng sinh. Mẹ ơi, Giáng sinh năm nay con muốn có một chiếc áo khoác ấm mới. Dĩ nhiên rồi con yêu. Giáng sinh mọi người sống thì no đủ, còn mình chẳng có gì cả. Mình cũng chỉ muốn có một Giáng sinh tuyệt vời dành cho mình thôi mà. Đến giờ hành động rồi. Chú nhóc kia sao thế nhỉ? Chẳng phải cậu bé ấy sống trong một gia đình rất giàu có đó sao? Sao lại buồn như thế? Chú là ai thế? Chú là John, người làm mới. Vậy ư? Chú làm việc gì trong nhà mà sao cháu không biết nhỉ? Thế sao cháu lại ngồi đây một mình thế này? Cháu đang bóc quà Giáng sinh sao? Không, đây đều là những món quà của cháu. Nhưng từ khi cháu bị thương ở chân, phải bị bó bột như thế này, cháu thấy những món quà của cháu dù tuyệt vời đến đâu cũng không còn quan trọng với cháu nữa. Ba mẹ thì đi làm ở xa, cháu chẳng thể đi ra ngoài, cũng chẳng có ai chơi cùng cả. Ôi, thật tội nghiệp chú bé này. Nhưng cháu có thời gian để quan sát mọi người từ cửa sổ kia. Và cháu thấy... Cháu thấy cái gì? Cháu thấy Simon, con trai của người làm vườn, cũng trạc tuổi cháu. Cậu ấy bằng tuổi cháu mà đã giúp cha làm việc. Cậu ấy còn không có đủ áo ấm để mặc. Cháu rất muốn tặng chiếc áo này cho cậu ấy. Nhưng chân cháu... Cháu là một cậu bé tốt bụng. Vậy cháu có muốn ta giúp cháu mang món quà này đến cho cậu bé ấy không? Thật không hả chú? Thật, cháu cứ để đó cho ta. Chú John, bạn ấy thật sự rất vui kìa chú. Ừ, nhìn cậu bé ấy hạnh phúc, chú cũng thấy vui theo. Chú John, chú giúp cháu một chuyện nữa nha. Chắc chắn rồi. Gì thế nhỉ? Quà Giáng sinh của ông già Noel tuyệt quá. Ông già Noel tặng mình nè. Ơi, quà Giáng sinh này, con cảm ơn ông già Noel. Cảm ơn ông già Noel. Cảm ơn. Mặc dù mình không phải là một người tốt như ông già Noel, nhưng mình cũng được những đứa trẻ ngoan ngoãn như những thiên thần cảm ơn. Vậy thì làm sao mình dám làm những điều xấu cơ chứ? Chú John, chú đến rồi. Hôm nay chú định đến tạm biệt cháu. Sao cơ? Chú định đi đâu ư? Cháu biết không, thật ra chú không phải là người làm ở đây đâu. Chú chỉ là một kẻ lang thang, không nhà không cửa. Điều đó thì cháu biết rồi. Cháu đã hỏi người quản gia và những người làm khác. Họ đều không biết ai tên là John mới làm cả. Hả? Cháu đã biết rồi sao? Vậy sao cháu không bảo người bắt chú lại? Tại vì cháu thấy chú là người tốt. Nếu chú muốn, cháu có thể xin ba mẹ và nhờ bác quản gia tìm cho chú một công việc. Chú có muốn làm không? Ôi, cháu thật là một cậu bé tốt bụng. Chú ở lại đón Giáng sinh cùng cháu nhé. Thắp sáng niềm tin cho con. Chị to đùng như thế mà vẫn chưa đi học. Ra đây chơi mấy trò bắt bướm làm gì? Chị đã không có tay thì làm sao chơi bắt bướm được chứ? Chị thích chơi cùng mọi người mà. Đúng đó, mai chị chơi trò khác đi nhé. Mà tại sao chị lại bị cụt tay? Chị... Chắc tại chị làm việc gì xấu nên bà Tiên mới lấy đi đôi tay của chị hả? Không phải vậy.
mau ăn đi con. Đi na. Con no rồi, con lên phòng nha. Con gái, đến giờ uống thuốc rồi. Nina, có chuyện gì không vui sao con? Tới giờ uống thuốc rồi. Có chuyện gì vậy con? Mẹ ơi, các bạn hỏi con là sao con lớn thế này mà vẫn chưa đi học? Sao con không có tay, còn chơi bắt bướm? Có phải con là em bé xấu nên bà Tiên lấy mất tay của con không? Mẹ ơi, các bạn nói đúng phải không mẹ? Con à, thực ra con không bị mất tay mà là con chưa bao giờ có tay. Sao cơ? Con chưa bao giờ có tay? Trời ơi, điều này thật khủng khiếp. Khi mẹ mang thai con tuần thai thứ 12, bác sĩ đã nói cho mẹ biết điều này. Thật vậy sao? Đúng vậy. Chị Tina đã có kết quả siêu âm rồi. Nhưng em bé của chị không có tay. Không có tay ư? Đúng vậy, em bé của chị không có tay. Nhưng bù lại em bé vẫn rất khỏe mạnh, nhịp tim của bé vẫn rất ổn định. Bây giờ em bé đã dài 7,6cm và nặng 28g rồi. Mẹ đã rất hoang mang và lo lắng. Mẹ phải đứng trước sự lựa chọn có sinh con ra hay không. Nhưng ba con đã nói với mẹ rằng hãy để con trải nghiệm cuộc sống tươi đẹp này theo một cách riêng, cách mà tạo hóa đã dành cho con. Ba mẹ đã nuôi nấng con với hy vọng con có thể làm được những việc như mọi người. Con không có tay nhưng vẫn còn có trí tuệ. Con còn trái tim, con còn đôi chân của mình. Mẹ đã sinh ra con với ước mơ và niềm tin mãnh liệt như vậy. Hãy trải nghiệm cuộc sống này theo cách riêng của con. Chỉ cần con có niềm tin và sự cố gắng, không có gì là không thể làm được con à. Mẹ, con cảm ơn mẹ đã quyết định đưa con đến với cuộc sống này. Nina, đi học vui vẻ nha con. Vâng ạ. Đôi giày cho vợ. Em thích đôi giày đó lắm. Chỉ cần em vui là được rồi. Cảm ơn anh. Ông ơi, chờ tôi tí. Ông đi đôi giày của tôi vào. Chân ông đi vừa cỡ giày của tôi đó. Tôi ở nhà không cần phải đi giày. Ông bán cho cháu hình bông hoa kia. Ông ơi, đặt cho cháu hình xinh lên đi ạ. Ông ơi, đến lượt cháu. Của cháu đây. Alo, bà đó hả? Ừ, tôi sắp về rồi đây. Ông già, đi đứng thế à? Bác xin lỗi nha. Ông đi làm có mệt không? Hôm nay tôi đi chợ bán được hết chỗ rau muống đấy. Ai chà, thảo nào hôm nay bà cho tôi ăn sang thế, có cả thịt với cá. Chả mấy khi ông ăn nhiều vào, còn lấy sức đi làm. Ngày nào cũng đạp mười mấy cây số, ông mệt lắm đúng không? Không, tôi không mệt. À, đây,
tiền bán hàng hôm nay đây. Bà cất đi này. Dạo này bán chậm hơn chút nên cũng không được nhiều. Sắp Tết rồi, tôi tính năm nay vợ chồng mình về quê chơi. Ngoài tiền tàu xe, mình cũng nên mua ít quà cho các cháu. Ừ, phải về chứ, không nhiều thì ít, nhưng phải tươm tất, lâu rồi vợ chồng mình không về. Chào bác, bác mua giày cho mình hay cho ai? Tôi mua giày cho bà nhà của tôi. Sao bác không đưa bác gái đến đây đi thử? Thực ra bà nhà của tôi mà biết tôi đi mua giày cho bà ấy thì chắc bà ấy sẽ không chịu đi đâu. Bà ấy tiếc tiền lắm. Mà sắp Tết rồi, tôi muốn mua cho bà ấy một đôi giày đẹp đẹp chút để bà ấy về quê. Dạ, cháu hiểu ạ. Bác gái đi size bao nhiêu để cháu chọn cho ạ? Bà ấy đi size 38, cháu chọn giúp bác đôi nào tầm 200-300 thôi. Đôi này size 38 mà chất đẹp, kiểu dáng cũng được nè bác. Giá cũng vừa phải nữa, chỉ 230.000 thôi. Tốt rồi, cô ơi, cô bọc giúp tôi nhé. Bà xem có vừa không? Không vừa tôi đổi lại cho. Cái gì vậy ông? Ồ, một đôi giày. Đẹp quá ông à. Vừa như in chứ. Ngày nào ông cũng đưa tiền cho tôi, lấy đâu mà ông mua đôi giày này? Tiền mua cho bà, kiểu gì tôi chẳng có, miễn là bà thích là được rồi. Cảm ơn ông, tôi thích lắm. Con dâu, mẹ xin lỗi. Vào đi em, mẹ đang chờ đấy. Em vẫn thấy ngại ngại. Thôi nào, anh đã bảo là không có gì hết mà. Nào, nghe anh, vào nhà thôi. Cháu chào bác ạ. Chào cháu, vào nhà đi cháu. Cháu tên gì nhỉ? Dạ, cháu tên Hạnh ạ. Ngồi xuống đi cháu. Mà cháu làm nghề gì nhỉ? Dạ thưa bác, cháu tên Hạnh. Cháu làm nhân viên bán xăng ạ. Nhân viên bán xăng? Cháu là nhân viên bán xăng à? Vâng thưa bác, cháu là nhân viên bán xăng. Bây giờ thì con đã thấy được hậu quả chưa? Lúc mẹ can ngăn thì không nghe, cứ nhất nhất là lấy một con bé bán xăng. Giờ đã 2 năm rồi vẫn không bầu bí gì cả. Mẹ ơi, con cái là của trời cho, chỉ là hơi muộn thôi mà mẹ. Ngay từ đầu mẹ đã nói rồi, cái nghề ấy độc hại vậy, chỉ người trung tuổi mới nên làm. Con gái con lứa không học hành tử tế lại chui đi bán xăng, ảnh hưởng vậy là phải rồi. Mai hai đứa đi khám lại lần nữa đi. Mẹ không tin là không có vấn đề gì mà giờ vẫn chưa sinh được. Mai hai đứa đi khám lại, xem thế nào để còn liệu. Lâu quá rồi, đấy, bán xăng với chả bán dầu. Thôi em, đừng có khóc nữa. Có anh đây rồi, anh sẽ không bao giờ bỏ em. Dù thế nào, vợ chồng mình cũng sẽ cố gắng vượt qua. Lau nhà cái kiểu gì mà vẫn bẩn dưới chân ghế thế này? Con Hạnh đâu ấy nhỉ? Con thấy trời nổi gió lên nên cất quần áo trước rồi xuống lau tiếp à. Con làm ngay đi mẹ. Mẹ hay nhỉ? Dưới chân ghế có đi đến đâu mà phải sạch. Ôi! Mẹ có sao không ạ? Con đang lau sàn ướt, sao mẹ lại đi ngang qua chứ? Tôi đi đâu trong cái nhà này lại phải nói trước với cô à? Cô thấy tôi chuẩn bị đi qua thì phải nhắc nhở chứ. Dạ con xin lỗi mẹ, con sơ ý quá. Mẹ có đau ở đâu không ạ? Ôi trời ơi, một hai lần thế này chắc cái chân tôi đến rụng ra mất. Mẹ có sao không? Vợ con lau nhà đã xong đâu, mẹ lên phòng đi. Sao cái số tôi khổ đủ bề thế này? Già khổ rồi mà vẫn không có cháu để bế. Đã thế suốt ngày còn gặp tai bay vạ gió.
Sao rồi? Kết quả sao? Không có vấn đề gì cả mẹ à. Con đã bảo rồi mà, chỉ hơi muộn tí thôi. Mẹ cứ bình tĩnh, đừng có sốt ruột quá. Alo, vâng, tôi đây bác sĩ. Tôi vẫn đang làm theo chỉ dẫn của bác sĩ. Hiện tại thì vợ chồng tôi vẫn chưa có ạ. Vâng, vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Chắc chắn là có vấn đề thật rồi. Định qua mắt mình đi mà. Phải xem tận mắt cái hồ sơ bệnh án mới rõ trắng đen được. Hồ sơ khám bệnh gì mà lại cất tận vào đây? Chắc cái lần bác sĩ kết luận không thể sinh con đây. Trời ơi, sao lại thành ra như thế này? Mẹ làm gì thế? Vậy là hôm đó từ phòng khám trở ra, cô ấy nói dối con là mọi thứ vẫn bình thường. Thảo nào, cô ấy giấu, không cho con xem tờ kết quả. Anh ơi, anh xuống ăn cơm đi. Em nói đi, tại sao em lại nói dối anh? Tại sao? Ừ, có chuyện gì thế anh? Em đã làm gì sai sao? Em sai rồi. Em sai vì không nói ra anh mới chính là người không có khả năng sinh con. Em chịu đựng sự nghi ngờ của mẹ. Em sai vì không thể cho anh thấy anh tệ đến mức nào. Anh em không muốn anh buồn. Em muốn vợ chồng mình sẽ mãi mãi bên nhau. Anh thật là vô dụng. Anh đã làm khổ em rồi. Anh đừng có nghĩ vậy. Mình phải lạc quan chứ. Em đang nhờ đến bác sĩ giúp đỡ vợ chồng mình. Bác sĩ nói nếu cố gắng thì vẫn còn hy vọng anh ạ. Nhưng nếu anh vẫn không thể thì sao? Anh sẽ làm khổ em cả đời mất thôi. Thôi anh đừng có nói linh tinh. Nếu thật sự không thể thì vợ chồng mình sẽ nhận con nuôi. Và nếu không nhận con nuôi á, thì hai chúng ta sẽ cùng bên nhau hạnh phúc. Con cái là của trời cho. Lỡ trời không thương chúng mình thì chúng mình thương nhau, phải không anh? Em đã hy sinh quá nhiều, chịu đựng khổ cực quá nhiều. Anh phải làm sao đây hả vợ? Mẹ xin lỗi con dâu. Mẹ đã sai rồi. Mẹ sai khi có định kiến với nghề nghiệp của con. Mẹ đã sai khi không cùng con chia sẻ mọi chuyện để thấu hiểu con hơn. Giờ thì mẹ đã thật sự hiểu rằng hạnh phúc của các con mới là điều đáng quý nhất. Quẳng tù tì. Anh đang làm gì đấy? Trời mưa to quá anh nhỉ? Chú đấy à, mưa to gió bão, nhà anh bị tốc mái cả rồi. Mà anh vừa bị sái chân, chỉ sợ trèo lên không được. Vậy em sẽ lên đó giúp anh cứ ngồi đấy nghỉ đi. Dạ, cuối cùng thì cũng xong. Cảm ơn chú đã giúp. Hey, có gì đâu anh, giúp nhau là chuyện thường mà. Em không có người thân, trước giờ chỉ có một mình. Anh là người anh thân thiết nhất của em. Chúng ta cùng kết nghĩa anh em, vui cùng hưởng, nạn cùng chịu được không? Chắc chắn rồi, chúng ta là anh em, vui cùng hưởng, nạn cùng chịu. Nghỉ chút đi, anh mệt quá. Anh khát quá. Ngay đằng kia có một con suối, chú đi lấy một chút nước về đây nhé. Anh không thể đi nổi nữa rồi. Vâng, anh cứ ngồi đi. Em chạy ù đi lấy rồi về ngay. Có người em như thế này thích thật. Mình chả phải làm gì mà lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ. Đằng kia có nấm rơm, nhiều quá. Tối nay sẽ có một bữa ngon đây. Chà, nấm ở kia mới to làm sao. Chưa bao giờ mình thấy cây nấm to như vậy. Anh, cố nắm chặt tay em, đừng buông ra. Cứu anh với.
Ở đây là đâu thế này? Chúng ta vẫn còn sống sao? Chào mừng các người đến với lãnh địa của quỷ. Hả? Lãnh địa của quỷ ư? Sao lại bắt chúng tôi về đây? Tại vì ngươi đã cả gan vào vườn nấm quý của ta. Hôm nay để trừng phạt các ngươi, ta sẽ bắt một người phải chết. Xin ngài rộng lòng thương mà tha cho chúng tôi đi. Không được, ta chỉ lấy mạng một người là đã nhân đạo với các ngươi lắm rồi. Vậy thì số đã định hôm nay tôi phải chết rồi. Xin ngài hãy tha cho anh ấy. Sao? Ngươi lại muốn nhận cái chết về mình ư? Thế nào, còn ngươi? Ngươi có muốn nhường sự sống cho em ngươi không? Có chứ. Tất nhiên rồi. Anh, để em ở lại, anh phải sống. Ta quyết định thế này, để cho đơn giản. Các ngươi hãy chơi oẳn tù tì với nhau. Ai thua, người đó phải chết. Oẳn tù tì? Ai thua sẽ phải chết ư? Chú còn nhớ không? Chúng ta đã có lời hẹn vui cùng hưởng, nạn cùng chịu. Ngày hôm nay, chúng ta không thể người chết kẻ sống được. Anh nghĩ rồi. Vậy khi chơi oẳn tù tì, chúng ta hãy cùng ra cái búa. Như vậy, chúng ta sẽ cùng chung sống hoặc cùng chung chết. Được, chúng ta sẽ làm như vậy. Cuộc sống của mình cũng chẳng có điều gì tốt đẹp. Không người thân thích, anh ấy còn mẹ già. Thôi thì mình sẽ từ bỏ để anh ấy được sống. Theo giao ước, thì anh ấy ắt sẽ ra cái búa. Vậy thì mình sẽ ra cái kéo để anh ấy thắng. 1, 2, 3. Chúng ta đã giao ước là cùng nhau ra chiếc búa cơ mà. Tại sao anh lại ra chiếc lá? Ta hiểu rồi. Hai người đã giao ước cùng nhau ra cái búa. Vậy mà người anh đã phản bội ra chiếc lá để giành phần thắng, để được sống. Thế nhưng người em lại là một người tốt, muốn hy sinh bản thân để dành cơ hội sống cho người anh của mình, nên đã ra cái kéo. Thật không ngờ chính sự hy sinh đó đã cứu sống người. Đó là sự thật sao? Trời ơi, ta đã tự hại chết mình rồi. Xin ngài, ngài hãy tha cho anh ấy đi. Lòng dạ con người không thể đoán được. Hắn ta không xứng đáng để có được một người em tốt như ngươi. Người tốt sẽ được đền đáp được sống, còn kẻ nham hiểm sẽ phải chịu tội. Ngươi hãy trở về nhân gian và sống một cuộc đời hạnh phúc. Không! Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!